Xin chào quý anh chị em, mình đã quay trở lại với kênh của em Sơn Tân Quốc Tuấn. Hôm nay em Sơn sẽ giới thiệu lại cho quý anh chị em mình cái lô đông lạnh em Sơn đã về bên Tân Quốc Tuấn nha. Đây là một cái lô đông lạnh Hyundai HD72 nhập khẩu Hàn Quốc nha quý anh chị. Đó, xe này thì có tải trọng 3 tấn mốt, thùng nó dài là từ 4m4 đến 4m6 tùy theo xe. Đây là bên ngoài cabin của một cái xe đông lạnh em Sơn lấy cho quý anh chị em mình xem nè. Ở xe thì còn nguyên dinh trạng, kính Orino luôn này quý anh chị. Ở xe này thì em Sơn đã đăng kiểm mới hết rồi, đăng kiểm mới đăng kiểm tức thì luôn. Máy lạnh là tất cả cái nguyên cái lô này là em Sơn sạc ga lại hết rồi, bảo đảm lạnh lạnh theo yêu cầu của anh chị em mình ha. Đó, xe là Sơn mới dọn rửa lên thôi. Đây là bên ngoài một cái thùng này của anh chị ha. Lốp nè, lốp hầu như là trên 70% nha quý anh chị. Con này thì phải 80-90%. Đó, chassis thì rất là đẹp luôn. Chassis không có hề có một chút xích, chút xíu nào là reset hết quý anh chị. Đây là phần lốp trước này. Xe cực kỳ chắc chắn luôn ha. Đây là phần bên trong nội thất nè, và những cái ghế nó hơi xấu xấu rồi, em Sơn sẽ bọc lại cho quý anh chị em mình khi mà mua xe bên em Sơn nha. Hiện tại em Sơn có đời 2010, 2011, 2015, có một số xe thì em Sơn đã bán rồi, đã bán và đang chờ giao nha quý anh chị. Đây em Sơn về thì sẽ bảo dưỡng nè, thay lọc nhớt mạ lại hết cho quý anh chị em mình nè, thay bình mới luôn nè, lốp mà không đều là em Sơn thay lại lốp đều trên 70% hết nè. Đây là đang kiểm tra điện lại cho quý anh chị em mình nè. Đó, phần điện là kiểm tra lại nè, sạc ga lạnh hết lại nè. Đó, toàn bộ là thay nhớt mới, lọc mới hết nha quý anh chị em ha, đăng kiểm mới hết luôn. Đấy, anh Sơn có rất là nhiều xe để cho quý anh chị em mình lựa chọn. Để em Sơn quay bên trong một cái thùng cho cả nhà mình xem qua nha. Tải trọng của cái dòng Bắc Hải 2 dòng lạnh nhập khẩu này thì chỉ có 3 tấn mốt thôi. Nhưng mà những anh em ở phía ngoài ngoài miền Trung, miền Bắc mình á mà mua về á, cái này cổng quá tải rất là tốt luôn ha. Cho cả nhà mình xem này, vách thùng này rất là chắc chắn luôn ha, cực kỳ chắc luôn. Đó, thùng rất là chắc chắn. Đây, sàn thùng này, sàn rất là đẹp luôn. Đó, máy lạnh hoạt động âm độ. Bên em Sơn bán xe thì sẽ bảo đảm về chất lượng, pháp lý toàn bộ cho quý anh chị em mình khi mà mua xe tại ô tô Tân Quốc Tuấn. Ở quý anh chị em nào mà có nhu cầu về xe đông lạnh HD72 nhập khẩu nguyên chiếc thì liên hệ với em Sơn qua hotline 0931 674 675. Showroom của em Sơn là ô tô Tân Quốc Tuấn, số 1132B đường xa lộ Hà Nội, khu phố 10, phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai. Hướng Sài Gòn xuống thì mình qua cầu Đồng Nai, qua trạm thu phí. Quý anh chị em mình nhìn thấy bên trái là có Tân Quốc Tuấn thì mình đi dưới cầu vượt mình quỳnh lại nha quý anh chị ha. Còn nếu ở ngoài miền Bắc vào thì quý anh chị em mình qua ngã tư Vũng Tàu thì có cái cầu vượt đó, mình qua ngay trên cầu vượt thì quẹo phải vào là Tân Quốc Tuấn ha, hoặc là mặt tiền sau ở số mặt Vĩnh Chi này đó, mình đi bên nào cũng được hết. Đó, xe này về thì em Sơn không có đồng sơn gì hết trơn, chỉ có bảo dưỡng máy cho quý anh chị em mình, máy là hầu như là nguyên zin hết nhé. Có một vài hai xe gì đó đã làm máy và bên em Sơn cũng đã kiểm tra test lại hết, tất cả đều ổn hết ha. Rồi, xin chào quý anh chị em mình nha.